luôn bảo chúa nha các bạn. Tại con nó có móng vuốt là sắc và đặc điểm của loài này là từ cổ tới phần sống đuôi đều có gai mọc rất là ghê nha các bạn. Đây là con Indominus Rex khổng lồ. Lần này là con Indoraptor khổng lồ mọi người ơi, nhìn răng nó sắc nhọn chưa kìa, đuôi thì có rất là dài nha, móng vuốt thì rất là sắc. Con Indoraptor này thật là khổng lồ các bạn. Này thì chúng ta chỉ có một chú khủng long raptor nhỏ thôi mọi người ơi, tuy kích thước nhỏ nhưng mà có vỏ nha mọi người. Loài khủng long raptor nhỏ này săn mồi theo bầy đàn với tốc độ chạy rất là nhanh và rất là thông minh nha các bạn. Một con raptor màu cam nhìn rất là đẹp. Lần này là chú báo đốm các bạn ơi, chú báo đốm màu vàng và cái đốm màu đen nhìn rất là nổi bật nha. Chú báo đốm có tốc độ chạy có thể nói là nhanh nhất tất cả trong thế giới là động vật luôn nha các bạn. Wow, lần này con khủng long gì mà có vây rất là lớn nè mọi người. Thì đây là con Dimetrodon nha các bạn. Đặc điểm của loài khủng long Dimetrodon là vây rất là lớn và hình dạng của nó thì giống như một con tắc kè đang bò ấy các bạn. Loài khủng long Dimetrodon này rất là đặc biệt nha các bạn. Nó có vây rất là đẹp nè, đây một con Dimetrodon có vây màu cam nhìn rất là đẹp. Wow, lần này là con Maurasololophus các bạn ơi, một con Maurasololophus màu xanh nha các bạn. Sừng của nó mọc ngược ra theo như đặc trưng của loài Maurasololophus nha các bạn. Tuy kích thước rất là lớn nhưng đây là loài ăn cỏ nha các bạn. Tuy kích thước này rất là nhỏ nhưng mà đây là một loại chuyên săn mồi theo bầy đàn rất là hung dữ nha các bạn. Sải cánh nó rất là rộng luôn, một con thằn lằn sấm màu vàng. Wow, lần này không phải là khủng long mà là chú Husky đang chào các bạn ơi, nó đang chào vô tay chào các bạn nè. Hàm răng nó đang nha, rất là đáng sợ luôn nha, một chú Husky màu xanh. Tiếp tục một chú Husky nha các bạn. Này là chú Husky màu tím vẫn đang vô tay chào các bạn nè, hàm răng thì rất là nhọn nha, chú Husky màu tím. Tiếp theo là một con hổ vằn nha các bạn, con hổ vằn màu cam với cái vằn màu đen nhìn rất là đẹp, đây có thể là xem như là chúa tể sông Lâm nha các bạn, một con hổ rất là đẹp luôn. Nhìn rất là ngầu. Wow, một chú khủng long Brachiosaurus khổng lồ các bạn ơi, một chú khủng long Brachiosaurus màu nâu. Nhìn cổ nó dài chưa kìa, đuôi thì dài cũng không kém. Đây là loài khủng long rất lớn, có khối lượng lên đến 30 tấn nha các bạn. Tuy kích thước khổng lồ nhưng đây là loài khủng long rất là hiền lành ăn cỏ. Wow, đây là con Indominus Rex phiên bản size nhỏ nha các bạn. Tuy nó không to bằng con lúc nãy nhưng mà đây cũng là một loài săn mồi rất là ấn tượng nha các bạn. Móng vuốt của nó nhọn chưa kìa, trên lưng của nó có những gai mọc ra rất là ghê nha các bạn. Một con Indominus Rex phiên bản cũng nhỏ. Wow, lần này chú hít kia màu hồng nha các bạn, rồi này nó chơi hay tải cho các bạn luôn nè, một chú hít. Chú Husky màu hồng đang nhếch miệng cười rất là đáng yêu nè các bạn. tiếp trùng luôn, chú hết Giwoki, nhưng mà lần này là nó không giơ tay chào các bạn nữa nha, nó đang nhẹ răng ra, có những răng nanh để chào các bạn nè. Chú hết chú hết diêm màu xanh. Wow, lần này là một đại diện đến từ họ linh trưởng nha các bạn, một chú tinh tinh màu đen nhìn rất là đẹp, rất là đô con luôn nha, một màu đen nhìn rất là đẹp, như là một chú kinh công rồi các bạn. Wow, lần nào chú Plesiosaurus mọi người ơi, là khủng long Plesiosaurus có chiếc cổ đặc trưng rất là dài, rất là linh hoạt, dùng để bắt cá dưới nước nha, cùng với 4 chiếc ve rất là lớn dùng để bơi lội dưới nước với tốc độ rất là kinh khủng. Một chiếc khủng long Plesiosaurus rất là lớn nha mọi người.